Phải thiết kế làm sao khi ảnh không phù hợp. Đây là bức ảnh khách cung cấp, yêu cầu là thiết kế standy, mà ảnh ngang thì không thể lên standy dọc được. Trước tiên cứ tách nền ra đã, vào photo sắp tạo một background dao, chọn tông màu xanh, thêm một chút màu dưới đáy cho khác biệt, kéo ảnh vừa cắt vào, thêm bóng đổ. Phần đáy bị trống, thêm thông tin khuyến mại vào, cho mở đi tạo hoa văn trang trí luôn. Kéo background dao vừa tạo xong vào Illustrator. Thêm các yếu tố thông tin, logo vào. Khách yêu cầu đơn giản, hiện đại nên mình chọn phông chữ tròn, cùng bố cục hiện đại. Giờ đổi màu để thông tin chính thật là nổi bật. Cụm chữ 50% cần to hơn nữa, mình sẽ chỉnh phần trăm nhỏ đi, sau đó kéo to hết sức có thể ra. Thêm một chút yếu tố thái vào, sau đó thêm thông tin hotline, đơn giản đúng không? Nhớ follow nhé mọi người, động thiết kế, đúng trước đẹp sau.